tổ dòng Tỳ Xá Đa. Cha tên Lâm Thân, mẹ Kiều Xá Gia, Ma Đột La chính quê nhà ở trong thái mẹ sáu năm chờ đời. Ngài thuốc dòng Tỳ Xá Đa nước Ma Độc La, mỗi mỗi cần tử ngộ.
giác tình xa hoàng quá Phật pháp vô cùng hưng thịnh. Chính nơi đây khi Phật còn tại thế đã nói với A Nan, sau khi ta niết bàn khoảng 100 năm sẽ có tỳ kheo Thương Na Hòa tu đem chánh pháp ta đến nơi đây giảng pháp tu hành. Ngài tuyền vào nơi bạch tượng núi, trong chánh đình thấy 500 đệ tử Ưu Ba Cúc Đa lời biến kêu màng không tin tâm diệt tu. Ngài đánh cảnh tình nguyên giải xót thương, vì đại la rất mực nhân từ, sao tăng chúng muôn luôn phải hành thiền chân. Truyền lại Tổ A Nan, rồi hôm nay Tổ A Nan
truyền lại cho Ngài cũng cay tâm không cho thôi, nhất nên Ngài phải tiếp tục truyền trao cho chánh pháp mãi lưu truyền. Mỗi người phải tự ngộ chứ không pháp để truyền, thâm ngộ diệu tâm tức truyền không dấu vết. Thấy nhưng có pháp, nhưng có pháp gì đâu, có pháp tức hiểu khi tu, khi truyền thì chẳng có gì truyền trao. Bởi thầy có cho đệ tử gì đâu, tự mình ngộ hiểu, ai đâu hiểu thấy dùm. Tỏa mùi hương cả nước hướng về